Sự tích hoa màu gà. Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, cô gà mái nào cũng có một cái màu đỏ rất đẹp như màu của các chú gà trống bây giờ. Một buổi sáng sớm đẹp trời, gà mái mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái màu rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà mái mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà. Cục ta, cục tác. Màu ta đã mọc. Cục ta, cục tác màu ta đã mọc mọi vật quay qua nhìn gà mơ và cùng suýt xoa ôi chiếc màu mới xinh xắn làm sao trông gà mơ thật đáng yêu gà mái mơ đi tung tăng khắp nơi để kiếm mồi khi gà mái mơ đến bên bể nước thì chợt nghe có tiếng khóc ti tỉ mái mơ dừng lại nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe thì ra đó là một cây màu đỏ tía lá thon dài đang tấm tức khóc một mình gà mái mơ đang vui sướng thấy bạn buồn mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi: "Bạn làm sao thế? Ai làm bạn phiền lòng?" Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt xịt bảo: "Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ mỗi mình tôi là không có hoa. Vừa nãy có cây còn bảo rằng, đến gà mái mơ cũng có hoa trên đầu. Thế mà?" Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thành thót. "Gà mái mơ ăn ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín." gà mái mơ nghĩ một lúc rồi quyết định tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé nghe mái mơ nói thế cây bỗng tươi tỉnh hỏi dồn thật ư bạn cho tôi thật nhé mái mơ nói thật chứ tôi cho bạn bông hoa của tôi còn tôi tôi là mái mơ không cần có chiếc màu đỏ thắm như bông hoa ấy cũng được cây reo lên vui mừng thế thì sung sướng quá xin cảm ơn bạn nhé sáng hôm sau Mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc màu đẹp đẽ của gà mái mơ biến đâu mất. Còn cái cây thân đỏ tía lá thon dài bên bể nước thì lại nở một chùm hoa đỏ đẹp và rực rỡ y hệt chiếc màu của gà mái mơ. Cây hoa sung sướng vươn mình đón ánh sáng mặt trời mỗi buổi sáng. Ánh nắng mặt trời lại nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà mái mơ. Ai cũng tấm tắc khen ngợi lòng tốt của gà mái mơ. Khi thấy gà mái mơ đi qua, mọi vật đều nghiêng đầu chào đón, chúc mừng. Chúc cho bụng dạ tốt đẹp của gà mái mơ sẽ sinh ra những viên ngọc quý. Thế là từ đó, bông hoa ấy được gọi là hoa màu gà để kỷ niệm tấm lòng tốt của gà mái mơ. Và gà mái mơ cứ mỗi ngày lại đẻ một quả trứng hồng tuyệt đẹp. Trên đầu gà mái mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc màu mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy. Hết. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nhé. Cảm ơn các bạn.